Để thực hiện mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 của chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tự nhận trách nhiệm với 500.000 doanh nghiệp trong số này. Dù mang tính chất vận động tuyên truyền là chính, nhưng các con số chỉ tiêu được giao về cho các quận, huyện có thể trở thành áp lực, trước hết là lên nhóm kinh doanh cá thể. Được thành lập vào khoảng cuối năm 2010, cửa hàng tạp hóa Nhí được sắp xếp, bày trí tương tự như một cửa hàng tiện lợi của kênh mua sắm hiện đại. Anh Nguyễn Thành Thuận cho biết, doanh thu của cửa hàng lúc đầu khoảng hơn 10 triệu đồng một ngày. Nhưng đến nay, doanh thu của cửa hàng bình quân đã sắp xỉ 40 triệu đồng một ngày, tương đương với 14,6 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, khi được hỏi có muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp để có nhiều cơ hội phát triển hơn không, anh Thuận cho biết chưa bao giờ có ý định này. Chắc không đâu. Tại lên doanh nghiệp mình phải có nhiều cái khoản nữa, chứ mình phải có nhân viên nhiều nữa. Lúc đó mình phải chia cái khoản chi mình nhiều hơn, nên cái phần lợi nhuận mình sẽ thấp. Nếu mình đóng theo cái kia là mình phải có cái hóa đơn đầu vào, một cái mình phải kia đầu ra nữa, mình phải thuê người nữa, lúc đó là mình hơi khó hơn. Còn cái khoản này mình khỏe hơn, cái khoản này mình đóng nói chung là tiện hơn cho mình. Cuối năm 2016, Quốc hội đã thông qua kế hoạch của chính phủ, trong đó có mục tiêu quan trọng là đạt con số 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tự nhận trách nhiệm phát triển một nửa trong số đó, tức là khoảng 500.000 doanh nghiệp hoạt động tại thành phố đến năm 2020. Riêng trong năm nay, thành phố phấn đấu có thêm 50.000 doanh nghiệp thành lập mới. Trong một cuộc họp duyệt kế hoạch năm 2017 của Ủy ban Nhân dân quận 1 mới đây, khi quận này trình bày mục tiêu năm 2017 cố gắng vận động 300 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp, đại diện nhiều sở ngành đã tỏ ra không đồng tình. Theo ông Võ Văn Hoàng, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, tính đến hết năm 2016, thành phố mới có 36.500 doanh nghiệp, con số này tăng khoảng 15% so với năm ngoái. Và nếu vẫn giữ tốc độ tăng trưởng này, thì đến hết năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ mới có 40.000 doanh nghiệp, nghĩa là thiếu 10.000 doanh nghiệp nữa mới đạt được mục tiêu. 10.000 doanh nghiệp mà quận 1, cái quận trung tâm, cái quận mà có nhiều doanh nghiệp, thì các đồng chí đăng ký có 300. Thì vậy toàn thành phố mình cứ nói theo bình cỡ như 300 vậy, đều luôn cả huyện luôn, thì mình đâu có bao nhiêu. Mình không có bao nhiêu hết, cho chỉ 20, khoảng 6.000. Khoảng 6.000 doanh nghiệp. Như vậy mình vẫn còn thiếu hụt, chưa đạt yêu cầu. Mà mình nói là nói theo quận 1, chứ có nhiều nơi không thể phát triển được doanh nghiệp. Vì vậy tinh thần thì chúng ta thấy một cái quận trung tâm mà với cái chỉ tiêu như vậy thì nó chưa đạt được cái tiềm năng của các đồng chí. Và điều đó cho thấy rằng là thành phố mình cũng, nếu mà tính vậy thì khả năng chúng ta khó thực hiện. Do đó, ông Hoang đề nghị quận 1 phải hướng đến việc tạo lập ít nhất là 1.000 doanh nghiệp mới trong năm 2017. Trong con số này, ông đặc biệt nhắm đến các đối tượng doanh nghiệp được chuyển đổi từ các hộ kinh doanh cá thể, nhất là các tiểu thương tại hai chợ Bến Thành và Tân Định. Theo ông, dù kinh doanh với một diện tích nhỏ, nhưng tiểu thương tại hai chợ này đều có quy mô không dưới 1 tỷ đồng. Do đó, ông yêu cầu quận 1 cần điều tra, khảo sát và đánh giá lại quy mô của các hộ kinh doanh tại các chợ lớn trên địa bàn, đồng thời tìm hiểu lý do vì sao các hộ kinh doanh không muốn chuyển thành doanh nghiệp để đề xuất giải pháp tháo gỡ. Còn theo tính toán của đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, để đạt con số 50.000 doanh nghiệp vào cuối năm 2017, thành phố cần tăng trưởng 38% về lượng doanh nghiệp thành lập mới. Trong đó, quận 1 phải đạt ít nhất là 4.400 doanh nghiệp thành lập mới trong năm nay. Trong đó, đối tượng ưu tiên hàng đầu và có thể nói là có sẵn cũng chính là các hộ kinh doanh cá thể. Sẽ bàn tới các anh chị phải cố gắng tối đa và cái chuyện vậy thì làm ở đâu, môi trường bên này như thế nào. Thì đây là một yếu tố thì cũng muốn cung cấp thêm thông tin để quận các chị có thêm cái giải pháp. Vậy thì từ hộ cá thể là 25 hộ, trừ cái trong chợ đi. Tôi thực sự tôi nói ví dụ là của ngân hàng đi gần 4.300 để bán, nhưng mà 4.308 hộ mà là ở ngoài đường. Tôi cho chưa đến vậy, các chị có thể chuyển vào vì họ khác ở trong sản sản trong chợ chỉ 1 mét thôi, môi trường có còn ở bên ngoài, bởi vì họ khó khăn gì đúng không? Có thể này, có thể là kế toán, có thể là lao động, có thể là thủ tục về phòng cháy chữa cháy gì đó, chúng ta cố gắng thuế mãi có thể là lên được. Với các chỉ đạo này thì dù ít hay nhiều cũng sẽ tạo nên một áp lực lên chính quyền các quận, huyện trong việc đôn đốc thúc đẩy các hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp. Cái áp lực ấy chắc chắn sẽ chuyển đến những hộ kinh doanh có quy mô tương đối như cửa hàng tạp hóa Nhí mà chúng tôi đã đề cập. Lúc đó, thay vì chỉ cần một tờ giấy nhỏ ghi nhanh giá cả từng món, công lại rồi tính tiền cho khách, anh Tuấn sẽ phải mua hóa đơn giá trị gia tăng. Thay vì tận dụng nguồn lao động từ tất cả thành viên trong gia đình vào giờ cao điểm như hiện nay, anh Tuấn sẽ phải thuê thêm nhân công, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quan trọng hơn hết, với mô hình kinh doanh cá thể hiện tại, mỗi tháng anh Nguyễn Thành Thuận chỉ phải đóng thuế khoán với mức là 1,6 triệu đồng.
trong khi với doanh thu hiện tại, mức nộp thuế của anh có thể phải tăng hơn nhiều lần nếu chuyển đổi thành doanh nghiệp. Theo đại diện tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản JETRO tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là một nghịch lý tại Việt Nam. Dù vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhưng cơ quan quản lý tại Việt Nam chưa có một chính sách khuyến khích để các hộ kinh doanh cảm thấy mình được lợi hơn khi chuyển đổi. Ông cho biết tại Nhật Bản, để khuyến khích việc này, chính phủ Nhật Bản đã ban hành chế độ kê khai nộp thuế tối giản, tức là cắt giảm tối đa các thủ tục cho các hộ kinh doanh muốn chuyển đổi. Ngoài ra, còn có nhiều chính sách thuế khác để khuyến khích, hỗ trợ nhóm đối tượng này. Hệ thống thuế tại Việt Nam và Nhật Bản rất khác nhau. Tại Nhật, khi các hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp, thì thủ tục về thuế sẽ thuận lợi hơn. Ví dụ, khi các hộ kinh doanh muốn để lại quyền thừa kế tài sản cho con cái của họ, thì phát sinh thuế thừa kế là rất cao. Còn nếu đã chuyển đổi sang doanh nghiệp, thì thuế thừa kế lại thấp hơn. Cho nên người ta thấy rằng việc chuyển đổi sang doanh nghiệp sẽ có lợi thế hơn. Trong khi đó, chủ trương vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thấy rõ ràng nhất qua hai nội dung. Thứ nhất là quy định các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải chuyển đổi thành doanh nghiệp. Thứ hai là Bộ luật Dân sự 2015 chính thức không thừa nhận tư cách chủ hộ. Theo đó, tất cả các ký kết hợp đồng dân sự chỉ còn tư cách cá nhân và pháp nhân. Điều này mới đây đã được Ngân hàng Nhà nước thể hiện trong thông tư 39 và gây ra không ít hoang mang cho giới kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, đến cuối cùng, hệ quả của quy định này chỉ là sự đối phó của các hộ kinh doanh. Cụ thể, theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, hiện thành phố đang có gần 297.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có gần 1.200 hộ đang sử dụng từ 10 lao động trở lên. Tuy nhiên, đến nay, sở này chỉ mới nhận được 7 hồ sơ đăng ký chuyển đổi mô hình từ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp. Theo ông Chu Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn, việc giữ mô hình kinh doanh ở dạng hộ cá thể hay doanh nghiệp nên xét đến mục đích cuối cùng của nó là hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Với chính sách hiện nay, khi chuyển đổi, các doanh nghiệp cầm chắc việc thu hẹp biên lợi nhuận. Thực tế không ít trường hợp hộ kinh doanh đang hoạt động tốt, nhưng khi chuyển đổi thành doanh nghiệp lại gặp vấn đề và xin giải thể. Rõ ràng là cái môi trường làm việc của hai cái loại hình này là rất là khác nhau. Làm sang doanh nghiệp là rõ ràng là nếu mà để nguyên cái cá thể mà chuyển sang làm thành mô hình doanh nghiệp là chi phí họ sẽ cao hơn, và hiệu quả họ sẽ thấp đi. Nếu như vẫn cứ như thế này là nó sẽ... Và thứ ba nữa là họ gặp khó khăn hơn là thuận lợi. Thì điều này chúng ta phải giải quyết cái vấn đề là thứ nhất là từ gốc của cái người kinh doanh, để người ta xác định cái phương thức kinh doanh, mô hình kinh doanh nó phù hợp. Chứ nếu chúng ta áp đặt theo kiểu là giao chỉ tiêu cho bằng được phải chuyển, tôi cho cái biện pháp hành chính là không phải là biện pháp khả thi. Hơn nữa, theo ông Dũng, mỗi loại hình kinh doanh có một sứ mạng và môi trường riêng để phát triển. Tại Việt Nam, mô hình kinh doanh cá thể đặc biệt phù hợp với kinh tế hộ gia đình, mang hình thức tự quản và giải quyết việc làm cho một nhóm nhỏ. Việc thúc đẩy các hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp chỉ có thể mang lại hiệu quả nếu dựa trên sự tự nguyện của hộ kinh doanh. Còn nếu chỉ lo ngại hình thức thối khoán có thể bị lạm dụng làm thất thu ngân sách, thì tốt hơn, cơ quan quản lý nên tăng cường giám sát hoặc nâng tỷ lệ đóng thối khoán.